Tổng hợp những ngày giờ tốt làm nhà tháng 8 năm 2020 cho từng tuổi. Ngày giờ tốt để động thổ xây nhà hoặc sửa nhà tháng 8 năm 2020. Tuổi Tý, các ngày đẹp gồm: ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020 tức 17 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp: 1 giờ đến 3 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 23 tháng 8 năm 2020 tức mùng 5 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 3 giờ đến 5 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 25 tháng 8 năm 2020, tức mùng 7 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 23 giờ đến 1 giờ, 1 giờ đến 3 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi Sửu, các ngày đẹp gồm: ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020, tức 15 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp: 23 giờ đến 1 giờ, 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020 tức 17 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp: 1 giờ đến 3 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 25 tháng 8 năm 2020, tức mùng 7 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 23 giờ đến 1 giờ, 1 giờ đến 3 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi Dần, các ngày đẹp gồm: ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020 tức 15 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp: 23 giờ đến 1 giờ, 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày 20 tháng 8 năm 2020 tức mùng 2 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 23 tháng 8 năm 2020 tức mùng 5 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 3 giờ đến 5 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 25 tháng 8 năm 2020, tức mùng 7 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 23 giờ đến 1 giờ, 1 giờ đến 3 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi Mão, các ngày đẹp gồm: ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020 tức 15 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp: 23 giờ đến 1 giờ, 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020 tức 17 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp: 1 giờ đến 3 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 20 tháng 8 năm 2020 tức mùng 2 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 23 tháng 8 năm 2020 tức mùng 5 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 3 giờ đến 5 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Tuổi Thìn, các ngày đẹp gồm: ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020 tức 17 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp: 1 giờ đến 3 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 25 tháng 8 năm 2020, tức mùng 7 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 23 giờ đến 1 giờ, 1 giờ đến 3 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi Tỵ, các ngày đẹp gồm: ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020 tức 15 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp: 23 giờ đến 1 giờ, 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020 tức 17 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp: 1 giờ đến 3 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 20 tháng 8 năm 2020 tức mùng 2 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 23 tháng 8 năm 2020 tức mùng 5 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 3 giờ đến 5 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 25 tháng 8 năm 2020 tức mùng 7 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 23 giờ đến 1 giờ, 1 giờ đến 3 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi Ngọ, các ngày đẹp gồm: ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020 tức 17 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp: 1 giờ đến 3 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 20 tháng 8 năm 2020 tức mùng 2 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 23 tháng 8 năm 2020 tức mùng 5 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp: 3 giờ đến 5 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Tuổi Mùi, các ngày đẹp gồm: ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020 tức 15 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp: 23 giờ đến 1 giờ, 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020 tức 17 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp: 1 giờ đến 3 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 20 tháng 8 năm 2020 tức mùng 2 tháng 7 âm lịch,
giờ đẹp 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Tuổi Thân, các ngày đẹp gồm: ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020 tức 15 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp 23 giờ đến 1 giờ, 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày 20 tháng 8 năm 2020 tức mùng 2 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 23 tháng 8 năm 2020 tức mùng 5 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp 3 giờ đến 5 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 25 tháng 8 năm 2020 tức mùng 7 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp 23 giờ đến 1 giờ, 1 giờ đến 3 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi Dậu, các ngày đẹp gồm: ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020 tức 17 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp 1 giờ đến 3 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 20 tháng 8 năm 2020 tức mùng 2 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 23 tháng 8 năm 2020 tức mùng 5 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp 3 giờ đến 5 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Tuổi Tuất, các ngày đẹp gồm: ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020 tức 15 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp 23 giờ đến 1 giờ, 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020 tức 17 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp 1 giờ đến 3 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 23 tháng 8 năm 2020 tức mùng 5 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp 3 giờ đến 5 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 25 tháng 8 năm 2020 tức mùng 7 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp 23 giờ đến 1 giờ, 1 giờ đến 3 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi Hợi, các ngày đẹp gồm: ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020 tức 15 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp 23 giờ đến 1 giờ, 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020 tức 17 tháng 6 âm lịch, giờ đẹp 1 giờ đến 3 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 20 tháng 8 năm 2020 tức mùng 2 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 23 tháng 8 năm 2020 tức mùng 5 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp 3 giờ đến 5 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 25 tháng 8 năm 2020 tức mùng 7 tháng 7 âm lịch, giờ đẹp 23 giờ đến 1 giờ, 1 giờ đến 3 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Hướng dẫn cách xem ngày xấu tốt để động thổ làm nhà. Những ngày xấu kỵ làm nhà hoặc sửa nhà tháng 8 năm 2020: ngày mùng 1 tháng 8 năm 2020 tức 12 tháng 6 âm lịch, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020 tức 13 tháng 6 âm lịch, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020 tức 14 tháng 6 âm lịch, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020 tức 16 tháng 6 âm lịch, ngày mùng 7 tháng 8 năm 2020 tức 18 tháng 6 âm lịch, ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020 tức 19 tháng 6 âm lịch, ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020 tức 20 tháng 6 âm lịch, ngày mùng 10 tháng 8 năm 2020 tức 21 tháng 6 âm lịch, ngày 11 tháng 8 năm 2020 tức 22 tháng 6 âm lịch, ngày 12 tháng 8 năm 2020 tức 23 tháng 6 âm lịch, ngày 13 tháng 8 năm 2020 tức 24 tháng 6 âm lịch, ngày 14 tháng 8 năm 2020 tức 25 tháng 6 âm lịch, ngày 15 tháng 8 năm 2020 tức 26 tháng 6 âm lịch, ngày 16 tháng 8 năm 2020 tức 27 tháng 6 âm lịch, ngày 17 tháng 8 năm 2020 tức 28 tháng 6 âm lịch, ngày 18 tháng 8 năm 2020 tức 29 tháng 6 âm lịch, ngày 19 tháng 8 năm 2020 tức mùng 1 tháng 7 âm lịch, ngày 21 tháng 8 năm 2020 tức mùng 3 tháng 7 âm lịch, ngày 22 tháng 8 năm 2020 tức mùng 4 tháng 7 âm lịch, ngày 23 tháng 8 năm 2020 tức mùng 5 tháng 7 âm lịch, ngày 24 tháng 8 năm 2020 tức mùng 6 tháng 7 âm lịch, ngày 26 tháng 8 năm 2020 tức mùng 8 tháng 7 âm lịch, ngày 27 tháng 8 năm 2020 tức mùng 9 tháng 7 âm lịch, ngày 28 tháng 8 năm 2020 tức mùng 10 tháng 7 âm lịch. Ngày tốt để xây nhà mới hoặc sửa nhà tháng 8 năm 2020: ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020 tức 15 tháng 6 âm lịch, ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020 tức 17 tháng 6 âm lịch, ngày 20 tháng 8 năm 2020 tức mùng 2 tháng 7 âm lịch, ngày 23 tháng 8 năm 2020 tức mùng 5 tháng 7 âm lịch, ngày 25 tháng 8 năm 2020 tức mùng 7 tháng 7 âm lịch,